Bắt đầu. Đây là bài phát thanh sạch Phổ Hòa Hiện Đức Phổ. Thầy giáo đam mê sáng tạo, thầy Hồ Anh Quân, giáo viên trường trung học cơ sở Nghĩa Trương, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi là người sở hữu khối tài sản dạy học, có đồ sộ với 13 bộ đồ dùng dạy học, được giải thưởng cấp tỉnh và 6 đề tài sáng tạo khoa học kỹ thuật được công nhận sáng tạo khoa học kỹ thuật và sở khoa học kỹ thuật. Trong đó có 5 đề tài thuộc lĩnh vực giáo dục. Điều đặc biệt là các công trình sáng tạo của thầy sẽ không thành công nếu không có người trợ giúp đắc lực là máy tính và Internet. Gần 30 năm gắn bó với nghề giáo là cũng chừng ấy năm, thầy Hồ Anh Quang luôn tìm tòi sáng tạo ra nhiều công cụ hữu ích phục vụ công tác dạy học, với mong muốn học sinh vùng nông thôn cũng được tiếp cận với các phương pháp dạy học hiện đại. Thầy Quang luôn mày mò tìm hiểu và dụng cụ hóa những phần mềm dạy học trên máy tính, máy vi tính để học sinh của thầy được học tập đầy đủ hơn. Những bản vẽ mẫu kích thích thị giác, bản phụ giải toán nhỏ gọn nhưng chứa đựng những thông tin, hệ thống đàn báo giải toán nhanh được sử dụng hiệu quả, tạo sự hào hứng trong tiết học. Một tiết toán khô khan với những con số, công thức biến đổi có thể gây khó dễ cho người đối diện lại nhận được sự hưởng ứng của học sinh. Em Tô Phan Tấn Phát, học sinh lớp 7E, hào hứng kể: chúng em rất thích tiết toán của thầy Quang vì thầy có nhiều dụng cụ mới lạ. Mấy bạn học sinh yếu môn toán giờ cũng thích tiết học của thầy lắm. Nhờ phương pháp của thầy, chúng em có thể học thuộc bài được.